giọt nước mắt rơi ăn năn biết bao tội đời. Giọt nước mắt rơi thay lời xin ăn năn thông hối. Giọt nước mắt rơi sẽ lòng đầy bao nát tan. Giọt nước mắt rơi chảy dài xin ngài thứ tha. Con xin ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa ngày qua con lầm lỗi. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Bao tội đầy xấu xa ngày qua con lầm lỗi. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi, xin ngài thứ tha. Trích sách tiên tri Ezekiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài. Đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Khi đó, có người đàn ông đi ra về hướng đông, tay cầm sợi dây. Ông đo 1000 thước tay và dẫn tôi đi qua dưới nước, tới mắt cá chân. Ông đo 1000 thước tay nữa và dẫn tôi đi qua dưới nước đến đầu gối. Ông còn đo 1000 thước tay và dẫn tôi đi qua dưới nước đến ngang lưng. Ông lại đo thêm 1000 thước tay nữa, và đây là suối nước. Tôi không thể đi qua được, vì nước suối dâng lên cao quá, phải lội mới đi qua được, nên người ta không thể đi qua được. Người ấy nói với tôi, hỡi người, hẳn ngươi đã xem thấy. Rồi ông dẫn tôi đi, rồi dẫn trở lại trên bờ suối. Khi trở lại, tôi thấy hai bên suối có nhiều cây cối. Người ấy lại nói với tôi, nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động nhờ suối nước chảy qua đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá, và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên, lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết. Mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ, trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúng tôi và con mến Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ. Chúng tôi và con mến Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một cái hồ tiếng Do Thái gọi là Bethsaida. Chung quanh có 5 hành lang. Trong các hành lang này có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi, anh muốn được lành bệnh không? Người đó thưa, thưa ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi. Chúa Giêsu nói, anh hãy đứng dậy vác chõng mà về. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát. Nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Anh ta trả lời, chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi vác chõng mà đi. Họ hỏi, ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ. Người nói, này anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻ phải khốn khổ hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế, người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu vì người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu vào Jerusalem mà ngài lại đến bên cửa chiên có cái hồ Bethsaida, nơi này cũng gần với cái đền thờ bà Thánh Anna. Và tại đây, những người bị bệnh, họ tin là khi cái hồ nước động, thì có thần tới để chữa, và chỉ chữa cái người nào đầu tiên xuống hồ thôi. Cho nên, ở đây rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt, bất toại nằm la liệt. Và họ chờ, mà chờ cho tới bao lâu mới có nước động một lần. Không ai biết hết. Còn tại đó, có một người nằm lâu nhất, có lẽ là lâu lắm rồi, 38 năm nằm liệt ở đó, và cũng không ai giúp đỡ để xuống hồ mỗi khi nước động. Anh ta ráng lê lết tới, thì có người khác đã xuống trước rồi, và anh cứ chờ đợi mãi trong thất vọng thôi. Tốn bao nhiêu thời gian vô ích. Bây giờ Chúa Giêsu lại đến cái hồ này để tìm cái người bị bại liệt lâu nhất và hỏi anh ta, Chúa có thể chữa lành liền cho anh nhưng mà không. Chúa tôn trọng tự do của anh. Anh muốn được lành bệnh không? Và người này không trả lời trực tiếp là anh muốn. Dĩ nhiên anh muốn anh mới đến đó. Nhưng mà anh lại nghĩ rằng cái hồ nước này mỗi khi nước động thì có thể chữa lành cho anh. Cho nên anh tin vào vị thần nào đến cái hồ nước này. Và đây là một cái nơi của người ngoại giáo mà họ tin là thần Asclepios khuấy nước động lên và chữa lành cho họ. Và người Do Thái thì họ lại giải thích là thiên thần tới để khuấy nước. Nhưng mà không có cái gì chắc hết. Bây giờ là một cái hồ khô, chỉ là một di tích để lại thôi. Và Chúa Giêsu nghe anh ta nói, khi tôi lết tới thì có người xuống trước tôi rồi. Anh ta tin như vậy. Nhưng mà tin một cách vô ích 38 năm rồi. Bây giờ một lời của Chúa Giêsu thôi, thì anh ta đứng dậy mà đi. Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về. Thì ngay lập tức, anh được lành bệnh, rồi vác chõng mà đi. Nhưng mà khổ nỗi, hôm đó là ngày Sa-bát. Cho nên những người Do Thái
đã lên tiếng chỉ trích anh không được vác trọng trong ngày Sabbath. Anh đã nói, cái sự thật là người chữa lành cho tôi đã bảo tôi vác trọng mà đi. Nhưng mà anh không biết cái người nào là người chữa lành cho anh. Chắc chắn là anh bị liệt nằm ở đó, thì anh cũng không được nghe nói về Chúa Giê-xu, cũng chưa được thấy Chúa Giê-xu. Đây là lần đầu tiên Chúa Giê-xu lẫn vào trong đám đông và tìm tới cái người bị bại liệt nằm ở tại đó lâu năm như vậy và chữa lành cho anh. Anh hoàn toàn không biết, nhưng mà anh đã được lành. Cho nên anh cứ vác chổng mà đi. Và sau này Chúa Giê-xu lại gặp lại anh ở đền thờ và chúng ta nghe Chúa nói, đừng phạm tội nữa. Anh đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, kẻ phải khốn khổ hơn trước. Và lúc đó anh biết rõ là Chúa Giê-xu chữa lành cho anh. Phạm tội là tin vào những cái thần mà không phải là những thần đích thực, mà là thần giả tạo. Chỉ có Thiên Chúa có quyền năng trên trời dưới đất, còn trần gian này, mọi cái rồi sẽ qua đi. Ngay cả những con người cho là thần minh đi nữa, rồi cũng chết, và trên trần gian này chẳng có vị thần nào hết. Chỉ có một Thiên Chúa đứng tạo thành thế giới này, còn tất cả chỉ là tạo vật của Chúa thôi. Dù các thiên thần có phạm tội, thì cũng trở thành ma quỷ thôi. Vì vậy mà chúng ta biết, anh ta, người bại liệt đã hoang phí 38 năm ở tại một cái hồ của thần ngoại. Người ta tin nhưng mà có được lành hay không là vấn đề khác nữa. Và cuối cùng, chỉ cần một lời của Chúa thì được lành, nhưng phải dứt khoát với tội lỗi. Dứt khoát với những cái việc mê tín dị đoan. Phải biết mình tin cái gì, tin vào ai. Không phải bất cứ ai nói rồi mình cũng tin. Họ phải có một cái thế giá rõ ràng. Ông A, bà B, bà C nói, làm sao chúng ta tin một cách dễ dàng như vậy được? Khi mà người ta lừa dối mình, nhất là ma quỷ, nó là cha của sự lừa dối, thì nó làm cho chúng ta khốn khổ. Chúng ta có thể được cái trước mắt, nhưng mà sau đó là sự trói buộc với ma quỷ. Cho nên phải dứt khoát với tội lỗi, dứt khoát với những nơi tội lỗi, hoặc là tin vào ma quỷ, hoặc là bất cứ loại người nào mà cố tình gây cho con người, lấy họ làm trung tâm, quay hướng về họ, chứ không phải quay hướng về Thiên Chúa. Và cuối cùng, đừng phạm tội nữa. Đừng phạm tội nữa, đừng tin vào những tà thần, mà hãy tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng có quyền năng trên trời dưới đất. Đấng có quyền năng chữa lành bệnh tật, chỉ cần một lời của Ngài là anh bị bại liệt, đứng dậy, vác chổng mà đi. Và anh ta đã mách cho người Do Thái biết là chính Chúa Giê-xu chữa lành cho anh. Do đó mà người ta gây sự với Chúa Giê-xu vì người đã chữa lành trong ngày Sabbath. Nhưng ngày Sabbath được làm điều lành hay làm điều dữ? Chúa Giê-xu biết rõ về lề luật của Mô-xê. Ngài đến để củng cố, chứ không phải để hủy bỏ. Nhưng nó phải có lý lẽ của nó. Chúa đã đặt vấn đề với họ rồi, nhưng mà họ vẫn không có trả lời. Họ vẫn cứng nhắc. Một con bò con lừa rơi xuống hố ngày Sabbath còn kéo nó lên. Huống chi là con cái của Abraham, một người ở trong tội lỗi, ở trong sự dữ, được giải thoát trong ngày Sabbath, thì phải giải thoát cho họ ngay lập tức. Ưu tiên một của ngày Sabbath là gì? Thứ nhất là dành để có thời gian tôn thờ Chúa. Thứ hai là để có thời gian nghỉ ngơi lại sức, và khi cần thiết, người ta vẫn phải làm việc. Còn giữ một cách cứng nhắc về lề luật của Mô-xê đến độ có những người bị tai nạn trong ngày Sabbath, hoặc là nhà cháy trong ngày Sabbath. Chẳng lẽ chúng ta đứng chúng ta nhìn? Phải có một lý lẽ rõ ràng. Khi chúng ta giữ những lề luật của Chúa, nếu không, chúng ta trở nên trò cười cho thiên hạ vì cuồng tín, hoặc là đặt vấn đề nó sai chỗ. Thiên Chúa là
tình yêu. Ngài muốn cứu độ chúng ta. Ngài không muốn để chúng ta nằm liệt ở chỗ này hay chỗ kia. Tội lỗi trói buộc chúng ta, làm chúng ta bị tê liệt không đến với Chúa được. Chính Chúa tìm đến chúng ta, nhưng mà chúng ta phải vâng lời Chúa và nghe lời dạy của Chúa. Chính Chúa tìm đến người bại liệt và đã chữa lành cho anh. Cho nên không có Chúa Giê-xu, chúng ta vẫn tiếp tục ở trong sự dữ. Chúng ta vẫn tiếp tục bị tê liệt, không có vươn lên nổi. Chính Chúa Giê-xu là Thiên Chúa quyền năng đến trần gian, chỉ cần một lời của Ngài là mọi sự đều có thể. Dù bệnh tật, dù ma quỷ khống chế, thì ma quỷ cũng phải vâng lời Chúa Giê-xu. Sóng gió cũng phải vâng lời, vật chất cũng phải vâng lời Chúa Giê-xu, từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ngài truyền lệnh và phân phát vẫn đủ cho 5.000 người ăn no. Cho nên tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng có quyền năng chữa lành chúng ta cả hồn lẫn xác, đó là hạnh phúc cho từng người chúng ta ở trong thế giới này. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô và hãy đứng dậy mà đi đến với Chúa Giê-xu. Hãy giúp nhau đến với Chúa Giê-xu để những người tội lỗi được ơn hoán cải, quay về bên Chúa. Những người đang bị trói buộc trong những cái tội lỗi, những cái ràng buộc trong ích kỷ, hận thù, xin Chúa đụng chạm và chữa lành để mỗi người chúng ta được bình an và hạnh phúc. Amen. Chiều hôm ấy mây trắng trôi xa, hoàng hôn buông trên đỉnh Gô-tha, đồi hoang vắng sương gió lướt qua, nhìn ngàn cây in bóng trong u buồn, không gian u ám thê lương, Giê-xu vui gánh đau thương, ôi sao cay đắng trăm đường, Ngài đành vì thế nhân chịu hình. Rồi họ đem con thánh đóng đinh, thầm hình kia nhục nhã xem khinh, chịu đau đớn cho đến hy sinh. Giê-xu ôi sao đớn đau muôn nghìn, bao nhiêu thương khổ vui mang, tay chân hồng Chúa màu tràn, nhưng Giê-xu chẳng kêu than, Ngài bằng lòng gánh thay cho người. Bâng khuâng
xin vui sống cho Ngài. Lòng này nguyện tín chung trọn đời. Rồi ngày kia khi tiếng loa vang từ trời cao trong ánh vinh quang, Ngài ngự trên mây giữa không gian để cùng ai chung tín đi gặp Ngài. Bao nhiêu con Chúa chung kiên bay mau lên chốn cung thiêng, vinh thay vui với tân làng, cùng dự tiệc cưới trên thiên đàng. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 12 tháng 3, lễ Trần Phước Angela Salawa. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời Trần Phước Angela Salawa qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Trần Phước Angela Salawa sinh năm 1881, qua đời năm 1922. Angela phục vụ Đức Kitô và những người bé mọn của Đức Kitô với tất cả sức mạnh của Ngài. Sinh ở Sepro, gần Krakow, Ba Lan. Ngài là người con thứ 11 của ông bà Bartholomew và Iwa Salawa. Vào năm 1897, Ngài đến Krakow để sống với người chị Teresa. Trong Thế chiến thứ nhất, Ngài giúp đỡ các tù nhân chiến tranh bất kể quốc tịch hay tôn giáo. Ngài thích nghiền ngẫm các văn bản của Thánh Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá. Cũng trong thời chiến, Ngài đã hết mình chăm sóc cho các thương binh của Thế chiến thứ nhất. Và sau năm 1918, vì lý do sức khỏe, Ngài phải chấm dứt công việc tông đồ này. Trong nhật ký, Ngài tâm sự với Đức Kitô: "Con muốn Chúa được kính mến nhiều cũng như khi Chúa bị khinh miệt." Ở chỗ khác, Ngài viết: "Lạy Chúa, con sống bởi thánh ý Chúa. Chết hay sống là tùy thuộc ý Chúa muốn. Xin gìn giữ con vì Chúa có thể làm điều ấy." Trong lễ phong Trần Phước năm 1991 ở Krakow, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói: "Chính trong thành phố này mà Ngài đã hoạt động, đã chịu đau khổ và đã nên thánh." Trong khi sống theo tinh thần của Thánh Phanxicô, Ngài vẫn đáp ứng một cách phi thường với tác động của Chúa Thánh Thần. Trích báo L'Osservatore Romano, tập 34, số 4, năm 1991. Đừng bao giờ lầm tưởng sự khiêm hạ với thiếu tự tin, thiếu ý chí và không có hướng đi. Trần Phước Angela đã đem tin mừng và sự giúp đỡ vật chất cho một số người bé mọn của Đức Kitô. Sự hy sinh này phải kích động chúng ta hành động tương tự. Cha Henry de Lubac, dòng tên, đã viết: "Các Kitô hữu tốt lành nhất và đầy sức sống nhất thì không thể tìm thấy trong những người khôn ngoan hay tài giỏi, người trí thức hay có đầu óc chính trị, hoặc những người có địa vị xã hội. Bởi đó, những gì họ nói thì không được báo chí để ý đến, những gì họ làm thì công chúng không ai biết. Đời sống của họ ẩn khuất dưới con mắt thế gian, và nếu họ có được chút gì nổi tiếng, điều đó thường xảy đến cách muộn màng và rất ngoại lệ,
và luôn luôn kèm theo nguy cơ bị bóp méo. Trích sách The Splendor of the Church, Sự Huy Hoàng của Giáo hội, trang 187. Xin cho con trái tim Ngài, xin cho con mến yêu Ngài, yêu thương như Chúa đã dạy, vượt bao cách xa hơn đêm. Xin cho con thấy được Ngài, trong anh em giữa cuộc đời, chỉ có tình yêu là tất cả, vì Chúa. Xin thông báo, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót đã thực hiện xong audio truyện Đức Mẹ, các thánh nghe trên máy radio MP3. Anh chị em có thể dùng máy này làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong các dịp lễ, Tết. Muốn order máy, xin gọi cho chị Lan Chi số 405-973-6348 hoặc email Radio Lòng Chúa Thương Xót @gmail.com. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện về thiên thần bản mệnh do một linh mục công giáo tên Lemmy kể lại qua giọng đọc của Teresa Mai Phương. Một phụ nữ công giáo đạo đức xin tôi đến ban bí tích sức dầu thánh cho chồng bà. Ông đau nặng nhưng chưa hẳn ở vào giai đoạn cuối đời. Do vậy, bà ước ao cho chồng được lãnh nhận bí tích bệnh nhân khi còn tỉnh táo. Bà tự nhủ, đâu ai biết được giờ chết sẽ xảy đến thình lình như thế nào. Tôi nhận lời đến ngay, nhưng không mang theo dầu thánh, sợ gây hoảng sợ cho người bệnh. Lúc đến thăm,
tôi ngạc nhiên khi thấy chính ông chồng ngỏ lời xin tôi ban phép bí tích sau cùng cho ông. Tôi vội vàng ra về và hứa sẽ trở lại ngay, mang theo dầu thánh. Bà vợ nói với tôi, "Thưa cha, con khép hờ cánh cửa ra vào. Khi nào đến, xin cha cứ tự tiện đẩy cửa vào nhà." Nhà hai ông bà ở trong một chung cư nơi lầu 6. Vào thời kỳ đó, các chung cư chưa có thang máy. Một giờ sau, tôi bước vội lên cầu thang, nhưng vô ý không tính xem mình đang ở lầu mấy. Bất ngờ, tôi thấy trước mặt một cánh cửa khép hờ. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Một người đàn ông đang nằm trên giường, không giống như người đàn ông lúc nãy. Nhưng tình trạng bệnh hoạn lộ vẻ trầm trọng rõ ràng. Tôi lúng túng xin lỗi và chào thăm ông. Không ngờ, người bệnh như tỏ dấu hài lòng trông thấy một linh mục công giáo. Ông nói ngay, "Cha có biết không, từ một tuần nay, con nài nỉ nhà con mời một linh mục đến cho con gặp, nhưng nhà con cương quyết từ chối. Bởi lẽ, cả hai vợ chồng chúng con đều là kẻ vô thần. Riêng con, ý nghĩ biết mình sắp chết khiến con kinh hoàng. Con liền tìm cách trở về với đức tin con nhận lãnh trong thời thơ ấu. Nhà con không đồng ý với con. Nhà con nói, hễ là kẻ vô thần thì phải vô thần cho đến chết. Không có chuyện tôn giáo nhảm nhí vào giây phút cuối đời. Thấy nhà con một mực từ chối, con liền quay sang khẩn khoản nài van thiên thần bản mệnh con cứu giúp. Con nhớ lại bài học giáo lý ngày con còn nhỏ về sự trợ giúp của thiên thần hộ thủ. Và thiên thần bản mệnh đã ra tay cứu giúp. Bà vợ của ông vừa ra khỏi nhà nhưng quên đóng cửa lại. Còn tôi lại đi lộn cửa, vào nhầm nhà của ông. Tôi vui mừng nghe câu chuyện ông vô thần vừa kể. Tôi giúp ông dọn mình nhận lãnh các bí tích sau cùng. Tôi trao cho ông mình Thánh Chúa làm của ăn đàng. Xong xuôi đâu đó, tôi cẩn thận khép kín cửa lại và tiếp tục leo cầu thang lên lầu 6, nơi người bệnh thứ nhất đang chờ đợi tôi. Vừa đi, tôi vừa đọc kinh cầu cùng Thánh Thiên Thần bản mệnh. Lạy Thiên Thần Chúa là đấng gìn giữ con. Xin Thiên Thần soi sáng tâm trí con, gìn giữ trái tim con, nâng đỡ thân xác con và hướng dẫn con. Vì con được tình yêu thiên quốc giao phó cho thiên thần chăm sóc. Amen. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc chí thánh của chúng con. Chúng con xin Chúa ban phước cho ngôi nhà và cho gia đình chúng con. Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi điều ác. Lạy Thánh Thiên Thần Micael, hãy bảo vệ chúng con chống lại tất cả những kẻ xấu xa của địa ngục. Lạy Thánh Thiên Thần Gabriel, xin hãy ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con có thể hiểu được thánh ý của Đức Chúa Trời. Lạy Thánh Thiên Thần Raphael, xin bảo vệ chúng con khỏi mọi bệnh tật và mọi nguy hiểm đến tính mạng. Lạy các thánh thiên thần hộ mệnh, xin gìn giữ chúng con ngày và đêm trên con đường cứu rỗi. Amen. Cứu rỗi đưa dân tôi đến trời cao.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Mẹ Teresa, Trên cả tình yêu, No Greater Love by Teresa, do Bích Nga, Ngọc Sáu, Hoa Phượng biên dịch và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc Faustina Thu Thảo, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Anne Thu Hằng, Anna Bích Thảo và Yuse Đỗ Long. Hội truyền giáo bác ái. Những gì được đòi hỏi ở một nhà truyền giáo bác ái là sự lành mạnh của tâm hồn và thể xác, khả năng học hỏi, sự phán đoán tốt và một tính cách vui tươi. Mẹ Teresa. Anh chỉ thiếu có một điều là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đi theo tôi. Chúa Giêsu nói với người giàu muốn theo Ngài. Anh chị em chúng tôi được gọi là những nhà truyền giáo bác ái. Họ là những người còn rất trẻ, được ơn gọi để làm sứ giả cho tình yêu của Chúa. Mỗi người truyền giáo là một người được gửi đến cùng sứ mệnh, chuyển giao một thông điệp. Cũng như Chúa Giêsu được Chúa Cha gửi đến, chúng tôi cũng được Ngài gửi đến và đổ đầy ơn thánh của Chúa để trở thành nhân chứng cho lòng thương yêu và trắc ẩn của Ngài. Trước hết là trong cộng đồng của chúng tôi, kế đến là ở việc truyền giáo giữa những người nghèo nhất trên thế gian này. Tôi đã biết rằng Chúa muốn điều gì đó ở tôi. Khi lần đầu tiên cảm nhận được khát vọng trở thành một nữ tu, tôi chỉ mới 12 tuổi, sống cùng cha mẹ ở Skopje, Yugoslavia, bây giờ là Macedonia. Lúc ấy, có một vài linh mục rất tốt đã giúp những bé trai, bé gái quy hướng theo ơn gọi của Chúa. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng ơn gọi của tôi là hướng tới người nghèo. Từ năm 12 đến năm 18 tuổi là khoảng thời gian tôi mất đi khát vọng trở thành nữ tu. Nhưng đến năm 18 tuổi, tôi quyết định rời xa gia đình và gia nhập dòng Đức Mẹ Loreto. Kể từ đó, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến quyết định này đúng hay sai. Đơn giản đó là ý định của Chúa. Chính Ngài đã thực hiện sự lựa chọn ấy. Các sơ dòng Loreto đã hiến mình để dạy học. Đó là sự truyền giáo chân thực cho Chúa Giêsu. Nhưng ơn gọi đặc biệt của tôi là dành cho những người nghèo nhất. Đó là tiếng gọi từ bên trong, thiên hướng của tôi, là mệnh lệnh khiến tôi từ giã Loreto, nơi tôi rất hạnh phúc, để lên đường phục vụ người nghèo trên đường phố.
năm 1946. Khi tôi ngồi trên chiếc xe lửa đến Darjeeling tham dự khóa tĩnh tâm, tôi đã cảm nhận được tiếng gọi thúc giục tôi từ bỏ mọi thứ để theo Chúa Giêsu đến những vùng ngoại ô nghèo khổ để phục vụ những người cùng khổ nhất. Cuộc sống tinh thần của chúng tôi là cuộc sống nương tựa vào Chúa. Công việc của chúng tôi là cầu nguyện, vì chúng tôi thực hiện điều đó thông qua Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và vì mục đích của Chúa Giêsu. Ơn gọi là món quà của Chúa. Ngài đã nói, ta chọn con. Và ơn gọi đó không là gì hơn ngoài việc thuộc về Chúa Giêsu. Công việc chúng tôi được kêu gọi thực hiện chỉ là một cách để đặt tình yêu của chúng tôi dành cho Thiên Chúa vào hành động. Tất cả những người trong giáo đoàn, nữ tu, linh mục hay thậm chí cả Đức Giáo Hoàng đều có cùng một ơn gọi, thuộc về Chúa Giêsu. Là những nhà truyền giáo, chúng tôi phải là sứ giả tình yêu của Chúa, phải sẵn sàng ra đi vội vã như Đức Mẹ Maria để tìm kiếm những linh hồn lầm lạc, phải thắp lên ánh sáng và đem ánh sáng đó đến cho mọi người, phải đem muối ướp mặn cho đời và đem đến những tâm hồn luôn âm ỉ một khát vọng, Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải ý thức một cách chính xác tiếng xin vâng mà chúng ta đáp lại Thiên Chúa bao gồm những gì. Xin vâng có nghĩa là tôi xin dâng hiến. Dâng hiến hoàn toàn, trọn vẹn, không tính toán thiệt hơn, không cân nhắc do dự. Điều đó có đúng không? Có tiện cho ta không? Câu xin vâng của chúng ta với Chúa không có những e dè như vậy. Chúng ta sẽ chỉ cho phép một mình Chúa lập kế hoạch cho tương lai, vì ngày hôm qua đã qua đi, ngày mai thì chưa tới, và chúng ta chỉ có ngày hôm nay để làm cho Ngài được hiểu, được yêu thương và phục vụ. Toàn bộ sự hiến dâng cho Chúa phải đến cả trong những điều bé nhỏ lẫn những việc lớn lao. Sự hiến dâng ấy không là gì ngoài một lời xin vâng. Con xin nhận lấy bất cứ thứ gì Ngài trao cho con và cũng sẵn lòng cho đi bất cứ thứ gì Ngài lấy. Điều này không có nghĩa là làm những điều phi thường, hiểu những điều to tát. Nó là một sự chấp nhận đơn giản. Vì tôi đã trao bản thân mình cho Chúa, thì tôi thuộc về Ngài. Nếu có gì đó thuộc về tôi sẽ có toàn quyền sử dụng nó như ý tôi muốn. Nhưng tôi thuộc về Chúa Giêsu, thì Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn nơi tôi. Toàn bộ sự hiến dâng phải hàm chứa lòng tin đầy yêu thương. Bạn không thể hiến dâng trọn vẹn trừ phi bạn tin tưởng một cách trọn vẹn và đầy tình thương yêu. Chúa Giêsu đã tin Chúa Cha vì Ngài biết Chúa Cha, biết tình yêu của Chúa Cha. Cha ta và ta là một. Cha ta ở trong ta và ta ở trong Cha. Ta không cô độc vì Cha ta luôn ở cùng với ta. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Hãy đọc sách Phúc Âm của Thánh Gioan
và xem có bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã dùng từ Cha. Chúng ta phải dọn mình thanh sạch nếu chúng ta muốn Chúa ngự trị trong chúng ta. Chúng ta phải dâng hiến bản thân hoàn toàn cho Chúa, đến mức Ngài có thể chiếm hữu chúng ta. Chúng ta phải cho bất cứ thứ gì Ngài nhận, và nhận bất cứ thứ gì Ngài cho. Toàn bộ sự hy sinh ấy bao gồm dâng hiến trọn vẹn bản thân cho Chúa, vì Chúa đã ban tặng bản thân Ngài cho ta. Nếu Chúa, người không chịu ơn ta về điều gì cả, sẵn sàng trao tặng cho ta bản thân Ngài, thì chúng ta có thể đáp lại bằng cách tặng cho Ngài một phần bản thân ta hay không? Khi dâng hiến bản thân, tôi trao mình cho Chúa để Ngài có thể sống trong tôi. Chúng ta sẽ nghèo nàn biết bao nếu Chúa không cho chúng ta quyền trao tặng bản thân mình cho Ngài. Bây giờ, chúng tôi thật sự là những người giàu có, thật dễ dàng chinh phục Chúa. Chúng tôi trao tặng bản thân mình cho Chúa. Chúa trở thành của chúng tôi. Và giờ đây, chúng tôi không có gì hơn ngoài Ngài. Tin vào sự hư vô của bản thân và với phước lành của sự vâng phục, chúng tôi nỗ lực mọi điều nhưng không nghi ngờ điều gì cả. Vì với Chúa, mọi việc đều có thể. Chúng ta thường nói với Chúa Giêsu: "Xin hãy cho con cơ hội được cùng chia sẻ những nỗi đau của Ngài." Nhưng khi ai đó vô ý với chúng ta thật dễ quên rằng đó chính là khoảnh khắc chúng ta có thể chia sẻ cùng Chúa. Hãy luôn nhớ rằng chính Chúa Giêsu là người cho chúng ta cơ hội để làm điều gì đó tốt đẹp cho Ngài, thông qua một người nào đó, hay trong một tình huống nào đó mà chúng ta gặp phải hằng ngày. Nếu trong trái tim chúng ta vẫn nuôi niềm oán giận, hoặc nếu chúng ta không thể chấp nhận một trạng thái bẻ bàng, chúng ta sẽ không học được cách khiêm nhường. Tính khiêm nhường không thể chỉ học được từ sách vở. Chúa Giêsu đã chấp nhận bị nhục mạ. Ngài đến để thực hiện ý nguyện của Thiên Chúa Cha, và Ngài đã làm điều đó từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Chúng ta phải luôn giữ mối quan tâm của Ngài trong trái tim và khối óc của chúng ta. Mang Chúa đến những nơi mà Ngài chưa từng đến, không quản ngại làm những điều Ngài đã làm. Can đảm vượt qua hiểm nguy và cái chết cùng Ngài và cho Ngài, sẵn sàng chấp nhận dù phải chết đi hàng ngày nếu muốn dâng linh hồn cho Chúa, để trả giá mà Ngài đã trả cho các linh hồn, mãi sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu trên thế giới, tôn trọng và đánh giá cao những tập tục xa lạ của các dân tộc khác, điều kiện sinh hoạt và ngôn ngữ của họ, sẵn sàng thích nghi bản thân mình khi cần thiết, vui vẻ lao động cực nhọc và lấy làm vui sướng để hiến dâng bất cứ thứ gì có thể trong cuộc sống của mình. Việc thấu hiểu và tuân giữ những ý nguyện của Chúa đem lại cho chúng tôi trách nhiệm cao cả và dấu đấu tranh chống lại cái tôi và sự ham muốn an nhàn của riêng mình. Những điều sẽ khiến chúng tôi chọn một cuộc sống tầm thường, vô nghĩa và nhàn nhã. Chúng tôi được ơn gọi đem cuộc sống của mình ra ganh đua với Chúa.
chúng tôi được ơn gọi trở thành những người lính mặc áo sari, đấu tranh phục vụ nhu cầu của giáo hội ngày nay. Nhà thờ của Chúa cần những vị thánh. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi sẽ tự do đi đến những đô thị và làng quê trên khắp thế gian, sống giữa cảnh bần cùng và nguy hiểm vây quanh. Sẽ cùng với mẹ Maria, Đức Mẹ đồng trinh của Chúa Giêsu, tìm kiếm những người nghèo nhất và truyền cho họ tin mừng của sự cứu rỗi linh hồn và hy vọng, để hát cùng họ những bài thánh ca của Chúa, mang đến cho họ tình yêu, sự thanh bình và niềm vui của Ngài. Trong tinh thần đó, đối với tất cả những gì do Thiên Chúa tạo ra, từ hành tinh xa xôi nhất đến biển sâu, từ tu viện đến nhà thờ, từ một bệnh viện của thành phố này đến nhà giam của thành phố khác, từ nguồn sông ở châu lục này đến hang núi cô độc ở châu lục khác, thậm chí ở thiên đường và cổng địa ngục, chúng tôi cầu nguyện cùng mọi tạo vật của Chúa. Cầu nguyện cho mọi tạo vật của Chúa để cứu rỗi và thánh hóa từng tạo vật, mà vì nó, dòng máu của Con Thiên Chúa đã đổ ra. Trong thế giới ngày nay, có những người đấu tranh vì công lý và quyền con người. Chúng tôi không có thời gian cho những việc đó, vì hàng ngày chúng tôi luôn bận rộn tiếp xúc với những người đói khát để đem đến cho họ tình yêu và chút đồ ăn thức uống. Tôi có nên hiến thân để đấu tranh vì công lý khi những người bần cùng nhất sẽ chết ngay trước mặt tôi vì đói khát? Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng tôi không hề có ý lên án những người đấu tranh vì công lý. Tôi tin rằng có những phương cách khác nhau để cùng phục vụ cho con người của Chúa. Với tôi, điều quan trọng là phục vụ những người bần cùng nhất bằng cách đi theo ơn gọi của một nhà truyền giáo bác ái. Chúng tôi đứng trước thế giới như những sứ giả hòa bình qua việc truyền bá thông điệp của tình yêu bằng hành động, xuyên qua mọi rào cản quốc tịch, tín ngưỡng và quốc gia. Ở các khu nhà ổ chuột, các chị em nữ tu nhận ra đó là nơi mà họ sẽ gom được trẻ em đường phố hay bất kỳ ai mà họ có thể giúp đỡ. Mối quan tâm đầu tiên của họ là tắm rửa, cho chúng ăn, rồi dạy dỗ chúng, và chuẩn bị cho chúng đến trường. Tình yêu của Chúa phải được đem đến cho những đứa trẻ này một cách đơn giản, thú vị và hấp dẫn. Nếu một nữ tu không có được sự dịu dàng và cung cách tĩnh lặng, tôi không cho phép cô ấy đến thăm người nghèo. Người nghèo đã có quá nhiều lý do để sầu muộn. Làm sao chúng ta có thể mang đến cho họ thêm nỗi ưu phiền do cung cách tồi tệ của cá nhân chúng ta? Thế gian này có quá nhiều bất hạnh và cảnh cơ hàn. Bản chất con người của chúng ta ở lại với chúng ta từ đầu đến cuối. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ hàng ngày để chế ngự bản thân. Chúng ta phải xin ơn Chúa để yêu thương nhau, vì Chúa Giêsu đã nói: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con." Để có thể làm điều đó, chị em nữ tu chúng tôi sống cuộc đời cầu nguyện và dâng hiến.
Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu một ngày bằng bí tích thánh thể và tĩnh tâm. Mỗi buổi tối, khi đã làm xong công việc của mình, chúng tôi tụ họp ở nhà nguyện trong một giờ trọn vẹn. Trong bóng đêm yên tĩnh, chúng tôi tìm thấy sự yên bình trong sự hiện diện của Chúa. Giờ khắc riêng tư cùng Chúa Giêsu là một điều vô cùng đẹp đẽ. Tôi đã thấy sự thay đổi lớn trong giáo đoàn của chúng tôi từ ngày chúng tôi bắt đầu xưng tụng mỗi ngày. Tình yêu của chúng tôi dành cho Chúa Giêsu ngày càng thân thiết hơn. Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau ngày càng thông cảm hơn. Tình yêu của chúng tôi dành cho người nghèo cũng ngày càng xót thương hơn. Các chị em đạo hữu của chúng tôi làm việc cho những người cùng cực nhất, những người bệnh tật, hấp hối, phong cùi, những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, trong tất cả những năm tháng ấy, tôi chưa từng nghe người nghèo cầu nhầu, nguyền rủa, cũng chưa từng thấy ai trong số họ ngã lòng vì sầu muộn. Người nghèo là những người cao cả, họ có thể chấp nhận những điều rất khó khăn đến với mình. Sự lãnh đạm của những người đi qua mà không cứu lấy những mảnh đời cùng cực là lời xác nhận cho sự kém hiểu biết và thiếu đức tin. Nếu tin rằng người nằm trên nền đất là anh chị em của mình, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ làm một điều gì đó. Đáng tiếc là họ không biết lòng trắc ẩn là gì, và họ không hiểu được những con người đó cũng chính là con cái của Thiên Chúa. Nếu họ hiểu, họ sẽ ngay lập tức ý thức được sự cao quý của những con người đang nằm vất vưởng bên lề đường kia. Họ sẽ yêu những người ấy một cách tự nhiên, và tình yêu ấy sẽ dẫn họ chìa tay ra để phục vụ. Đối với thế giới, dường như thật ngốc nghếch làm sao khi chúng tôi thích thú tận hưởng những thức ăn nghèo khó, ăn những món bánh nhạt nhẽo và khô khan, chỉ có 3 bộ áo bằng vải thô hay những chiếc áo dòng cũ kỹ vá chằn vá đục mà lại còn từ chối có thêm. Đi giày bất kể hình dáng và màu sắc gì, chỉ tắm rửa bằng một thùng nước trong phòng tắm nhỏ, không dùng quạt trong khi nóng toát mồ hôi, chịu đói khát, không giải trí để giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả, đi trong mưa và nắng nóng, đi xe đạp, đi những chặng đường dài bằng xe lửa hạng 2, những chuyến tàu đông đúc hạng 3, từ bỏ nệm ấm, chăn êm, làm dịu êm cơ thể mỏi mệt để quỳ gối trên những tấm thảm mỏng và thô nhám trong phòng nguyện. Vui sướng được nằm trong bệnh viện giữa những người nghèo của Chúa. Chúng tôi có thể dễ dàng có phòng riêng, có thể dễ dàng thuê người giúp việc để bản thân chỉ làm những việc nhẹ. Đối với nhiều người, chúng tôi đã lãng phí thời gian quý giá và chôn vùi tài năng của chúng tôi. Vâng, cuộc sống của chúng tôi là hoàn toàn lãng phí nếu chỉ soi xét dưới ánh sáng của lý trí. Cuộc sống của chúng tôi sẽ vô nghĩa trừ phi chúng tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong cảnh nghèo khó của Ngài. Công việc cao đẹp của chúng tôi với người nghèo và vì người nghèo là một đặc ân
và là một món quà của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi đến với người nghèo bằng tình yêu, với khát vọng trao Chúa cho họ, mang niềm vui của Chúa Giêsu vốn là sức mạnh của chúng ta đến nhà của họ, và nếu họ nhìn thấy chúng ta, bản thân Chúa cùng tình yêu và lòng trắc ẩn của Ngài, thì thế gian này sẽ tràn đầy tình yêu và hòa bình. Quả thực, sự dịu dàng trong tình yêu của Chúa là điều phi thường nhất. Khi nhìn vào cây thánh giá, chúng ta biết Chúa Giêsu yêu ta biết nhường nào. Khi nhìn vào tủ đựng bánh thánh, chúng ta biết Ngài yêu chúng ta đến nhường nào. Hãy ở một mình bên Chúa, rồi thì trái tim bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và chỉ Chúa mới có thể cho bạn. Hãy mang tình yêu với Chúa vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ nhận thấy một sự đổi thay trong cuộc sống ấy, trong gia đình bạn, trong giáo xứ của bạn và trong môi trường của bạn. Giáo hội là mỗi người trong chúng ta, là bạn và tôi. Chúa Giêsu đã nói: "Ta đã gọi con bằng chính tên con là của ta, con là báu vật trong mắt ta yêu con." Nếu bạn yêu Chúa Giêsu, bạn sẽ dễ dàng thuộc về Chúa trọn vẹn và trao tặng Chúa cho tất cả những ai mà bạn thấy. Chúa yêu tôi. Tôi không ở đây chỉ để điền vào chỗ trống, để chỉ là một con số trong cuộc đời này. Ngài đã chọn tôi cho một mục đích, và tôi biết mục đích đó. Lạy Chúa, xin hãy giúp con chiếu tỏa ánh sáng của Chúa bất cứ nơi nào con đi qua. Xin hãy đổ tràn trong tâm hồn con Thánh Thần và sự sống của Ngài. Xin hãy xâm nhập và làm chủ trọn vẹn bản thân con, sao cho trọn đời con chỉ có thể là ánh hào quang của Ngài. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua con và hiện diện trong con, sao cho mỗi tâm hồn mà con gặp có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong con. Lạy Chúa, xin hãy để người khác khi nhìn vào con sẽ không thấy con mà chỉ thấy Ngài thôi. Xin hãy ở lại với con, và lúc đó con sẽ bắt đầu chiếu tỏa như Ngài đã làm, để sự chiếu tỏa đó thành ánh sáng cho người khác. Lạy Chúa, ánh sáng đến hoàn toàn từ Chúa. Không có gì trong ánh sáng ấy là của con. Chính Chúa là đấng soi sáng kẻ khác qua con. Xin hãy để con tỏ lòng tôn kính Ngài theo cách mà Ngài muốn, bằng sự chiếu sáng vào những người sống quanh con. Xin hãy để con rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói mà bằng gương sống, với sức thu hút mạnh mẽ và sự lôi cuốn của lòng cảm thông từ những việc con làm, một bằng chứng trọn vẹn cho tình yêu mà trái tim con dành cho Chúa. Đức Hồng Y John Henry Newman. Trang 156. Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, mà sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Thank you.
Đối thoại cùng mẹ Teresa. Tình yêu có khả năng bao bọc để không vướng bụi nhuốc nhơ. Tình yêu quét đi dơ bẩn khắp đường phố và hang cùng ngõ hẻm. Vì một điều đơn giản, tình yêu có thể làm và phải làm điều đó. Mẹ Teresa. Trong cuộc phỏng vấn này, mẹ Teresa chân thành nói với hội dòng mà mẹ đã sáng lập về việc chăm sóc những người nghèo nhất trên khắp thế gian và về đức tin của mẹ. Bài viết này được dựa trên nhiều cuộc chuyện trò giữa mẹ Teresa và José Luis González Balado. Mẹ Teresa, mẹ có thấy dễ dàng khi thực hiện công việc của mình giữa những người nghèo khó không? Dĩ nhiên là việc này sẽ không dễ dàng nếu không có một đời sống cầu nguyện mãnh liệt và một tinh thần hy sinh. Cũng sẽ không dễ dàng chút nào nếu chúng tôi không thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu vẫn đang phải chịu đau khổ trong cuộc thương khó của Ngài ở những người nghèo khó. Chúng tôi rất hạnh phúc nếu có thể giúp những người nghèo sống với nhau một cách yên bình, với những người bị tước hết các nhu cầu cơ bản. Thật khó để họ có thể sống hòa hợp và giúp đỡ những người xung quanh, hay không còn nhìn nhận láng giềng của mình là những kẻ cạnh tranh nguy hiểm. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi không thể mang đến cho họ điều gì khác ngoại trừ tình yêu thương của chúng tôi. Bằng cách nhìn thấy Chúa Giê-xu trong mỗi con người của họ, dù họ có xung khắc với chúng tôi thế nào chăng nữa. Làm thế nào mẹ có được nhiều cộng sự như vậy? Thiên Chúa đã gửi họ đến cho chúng tôi. Họ đến và quan sát. Có khi những người theo ân gọi ấy đến từ những nơi rất xa xôi. Nhiều người lúc đầu biết đến chúng tôi chỉ từ những điều đọc được trên báo chí. Với số nữ tu hiện nay, mẹ có thể thực hiện được mọi công việc mà mẹ muốn không? Đáng tiếc là nhu cầu bao giờ cũng lớn hơn khả năng đáp ứng của chúng tôi. Mẹ Teresa, điều gì khiến mẹ liên tiếp mở thêm những nhà mới? Nếu Thiên Chúa tiếp tục gửi cho chúng tôi nhiều người theo ơn gọi với một đức tin chắc chắn, chúng tôi tin rằng mục đích của Ngài không phải là để giấu kín họ trong các tu viện. Đúng hơn là Thiên Chúa muốn phát triển công việc giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Mẹ dựa vào những tiêu chuẩn nào khi mở thêm các nhà ở Ấn Độ và những nước khác? Chúng tôi chưa từng mở một căn nhà mới khi chưa được Đức Giám Mục sở tại mời đến. Thực tế thì nhu cầu được cứu giúp hiện tại đã vượt quá khả năng đáp ứng của chúng tôi. Theo quy luật chung của hiến pháp dòng chúng tôi, khi nhận được lời mời mở một nhà mới, trước tiên chúng tôi sẽ đi tìm hiểu điều kiện sống của người nghèo trong khu vực ấy. Chúng tôi không bao giờ quyết định mở một nhà cứu tế vì lý do nào khác ngoài mục đích phục vụ người nghèo. Thông thường, quyết định khởi lập một nhà mới sẽ phụ thuộc vào những điều tìm hiểu này, ngoại trừ những trường hợp cực kỳ cần thiết. Mẹ dành cho dung mạo bên ngoài một tầm quan trọng như thế nào? Rất ít hoặc không chút nào cả. Về vấn đề trang phục, mặc dù bộ sari là một phần trong tu phục thường nhật,
chúng tôi vẫn sẵn sàng thay đổi hoặc không mặc chúng nữa nếu chúng tôi nhận ra rằng mọi người không chấp nhận cách ăn mặc như thế. Chúng tôi sẽ chọn một loại trang phục khác được những người nghèo chấp nhận hơn ở bất kỳ nơi nào chúng tôi được mời gọi để thực hiện công việc của mình. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Chúa đã kêu mời Thánh Teresa thành Calcutta, đáp trả cho tình yêu của con Chúa khát khao trên thánh giá. Bằng đức ái diệu kỳ đối với người nghèo khổ nhất trong số người nghèo khổ. Nhờ lời cầu bầu của Ngài, xin Chúa ban cho chúng con được phục vụ Chúa Kitô trong anh em đau khổ của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện Mẹ Teresa Trên Cả Tình Yêu xin tạm dừng nơi đây. Xin mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Hợp cùng bánh miên rượu tinh khiết với ân tình, con dâng Ngài của lễ tinh tuyền. Tựa chùm nho chín lúa thơm nồng, tiên dâng Ngài xuân cuồng đời một đời mến thương. Cùng năm tháng xin yêu người, dẫu có nhiều điểm mấy trong đời. Tựa chùm nho chín lúa thơm nồng, tiên dâng Ngài xuân cuồng đời một đời hiến dâng. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày
chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thánh hóa chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.